À, thật sự ra quay video karaoke này thì rất có nhiều cái kỷ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có, mà vui nhiều hơn. Chẳng hạn như Ví dụ là như là có điều gì? có một lần Lưu Một Nguyễn Sang quay cái cảnh phải phải chăn bò đó đó, thì mình hồi đó giờ mình đâu có chăn bò, thì dẫn con bò đi vậy á, con bò phía sau nó trứng lên lúc nào nó rượt, nó rượt mình phải bỏ dây mình chạy. Đó là cái kỷ niệm mà mình nhớ hoài. Rồi chẳng hạn như là đi chèo xuồng thì mình cũng đâu có biết chèo, thì anh biết cái khúc sông con rạch đó rất là nhiều xuồng qua lại, thì mỗi lần mình chèo như vậy thì cái xuồng nó cứ quay vòng vòng vòng, phải đụng xuồng qua người ta đó, thì làm cho mình cảm thấy rằng chính vì những cái điều đó đó mình mới cảm nghiệm được thêm rằng là những cái công việc đó, những người dân thường ngày họ phải vất vả rất là nhiều. Hay là phải ra cái bài hát con dân chúa ra ngoài ruộng đó anh, rồi phải gặt lúa. Thì hồi đó giờ Lưu Một Nguyễn Sang thì đâu đâu có đi gặt lúa, thì khi mình gặt lúa mình ôm những bó lúa trên tay á, về em biết tối á nó ngứa rồi nó nổi ở trên da mình á, mình phải sức. Và chính những cái lúc đó đó mình mới cảm nghiệm được rằng những cái vất vả đó đó mình đã chạm được và mình hiểu và mình cảm thông được cái đời sống của người dân nghèo nhiều hơn. Nhiều khi mình chỉ thấy trên hình ảnh mình thấy khổ thật, nhưng mà khi mình đụng chạm vào mình mới hiểu được, và chính vì thế mình cảm thấy mình thương họ nhiều hơn. Xa mái nhà ơn nghĩa mẹ cha đẹp như
hoa chẳng phai nhòa. Đường đời đi xa, ân tình nhắn hỏi bao người. Này tình bao la, nào thấy ai hơn mẹ cha. Giữa bao nhọc nhằn, xin Chúa ban niềm vui bước đường xa an ủi mẹ cha. Xin Chúa ban nhiều ơn dưỡng cha mẹ giữa bao nhọc nhằn, xin Chúa ban niềm vui bước đường xa an ủi mẹ cha.